Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh loa và phụ kiện. Xin chào toàn thể anh em. Mặt hàng chủ lực mà shop cung cấp vẫn là các mẫu loa nhé, đủ các loại mẫu loa điều khiển luôn. Rồi phụ kiện để cho anh em săn bẫy. Hôm nay shop làm clip này là giới thiệu chi tiết cụ thể cho các bác về cái bộ giò bẫy cu gáy nhá. Giò bẫy cu gáy mà bên shop đang cung cấp. Giò bẫy cu gáy này là cái loại hàng dù siêu bền nhá các bác nhá. Đây là một bộ hoàn chỉnh nó đây. Dây dù ấy là dây dù siêu bền nhá. Dây dù liên kết với các chân ấy là dây dù siêu bền này. Chân là chân đồng nhá các bác nhá. Chân là chân đồng. Và cáp này ấy là cáp xe. Cáp xe các bác nhá. Có khuyên đồng này. Có khuyên đồng. Đấy, có khuyên đồng tí xíu này. Đoạn cuối dây cáp ấy là có dù nối với dù siêu bền nhá. Nối với dù siêu bền đây các bác này. Đấy, đoạn này gọi là đoạn dù siêu bền này. Cái dây cáp này thì nó là cáp xe nhé các bác nhé. Cáp xe, cáp thép mà người ta xe lại ấy. Và cái giò này ấy, thì làm theo giò kiểu gọi là chữ C. Hay anh em gọi cái kiểu này gọi là kiểu giò manai nhé. Giò manai, giò búng. Đấy. Thì cu gáy là bẫy kiểu này là nó hợp lý nhất. Các bác cắm là nó rất là nhạy, rất là hiệu quả nhé. Cái hàng này là hàng bằng chân đồng này, dây dù siêu bền này. Đấy, như anh em vẫn bảo, vẫn nói vậy nhá. Đây tôi quay chi tiết một cái chân. Một cái chân tôi đã tháo ra đây. Đây các bác nhìn này. Đấy. Chân bằng đồng. Mài theo cái mũi mác để cho nó bén, cho nó dễ cắm nhá. Đây các bác nhìn này, phía cuối này có một cái khuyên này. Có cái khuyên sắt nhỏ, khuyên đồng nhỏ. Cái này thì được hàn theo công nghệ là công nghệ hàn bạc mới hàn được cái khuyên này nhá. Khuyên này nó rất là nhỏ nhá. Sợi cáp này là sợi cáp xe này. Sợi cáp xe này ấy được liên kết vào cái chân đồng này là bằng một cái lỗ khoan. Một cái lỗ khoan là chỗ này này các bác này. Đấy, lỗ khoan là chỗ này này. Đấy, lỗ khoan chỗ này này. Thì cái này là nó khoan một lỗ, đây tôi chỉ cho các bác xem. Nó khoan ở chỗ này này. Đấy. Nó khoan một lỗ nhá, xong dây cáp xuyên qua lỗ cái này, xuyên qua lỗ này và bắt ngược lên đây. Bắt ngược lên chỗ này. Đấy, bắt ngược lên chỗ này nhá. Thì xong lại được bảo vệ bằng cái lớp chỉ dù siêu bền nữa. Chỉ dù siêu bền quấn xung quanh để nó khỏi bị tuột ra. Coi là cái dây cáp này ấy, là để theo chiều thẳng này. Xong cái tại cái điểm này nó khoan một lỗ. Đút cái dây cáp xuyên qua. Xuyên qua hướng bên này và bẻ cong cụp lại đây. Bẻ cong cụp vào đây. Và được quấn bằng cái lớp chỉ vải dù siêu bền nữa nhá. Đấy, được quấn một cái lớp chỉ vải dù siêu bền vào. Đấy. Cái này là cái loại chân đồng này. Chân đồng này, dây cáp xe và dây liên kết là dây dù siêu bền nhé các bác nhé. Dây dù siêu bền. Cái bộ này là gọi là bộ làm theo kiểu giò kiểu manai nhé. Giò manai hình như thế này. Đây hình manai các bác nhé. Giò kiểu hình manai. Đấy. Thế đây là cái bộ giò bẫy cu gáy theo kiểu manai. Nó còn có kiểu thái lan nữa. Kiểu thái lan bằng cước, bằng gân nữa thì để cái clip sau shop sẽ giới thiệu sau nhé. Hôm nay là giới thiệu cho bác là cái bộ chân đồng. Cáp xe dù siêu bền nhá. Đấy, bộ siêu bền. Đấy, các bác nhìn này, hàng này là rất là đẹp, làm rất là cầu kỳ, làm rất là kỹ. Đấy nhá. Bộ này giá thành của bộ này là 140.000 một bộ các bác nhá. 140.000 bộ mà chưa có bao gồm tiền cước phí đâu. Cái hàng này thì nó rẻ, nó không có bao nhiêu tiền cả nên shop chưa bao cước được. Các bác mua 4-5 bộ thì shop mới bao cước được nhá. Đây là hoàn thiện một cái bộ 10 chân đây này. Mỗi một bộ nó có 10 chân các bác nhé. Mỗi bộ nó có 10 chân. Hàng này hàng rất là đẹp, rất là kỹ. Riêng cái hàng giò cu gáy này ấy, thì bên shop sẽ có bảo hành cho các bác là 6 tháng nhé. Bảo hành 6 tháng cho các bác, không có đứt cáp, không có đứt dù. Và trong vòng 6 tháng này mà có vấn đề gì mà đứt cáp, đứt dù thì là một bù một nhé. Các bác mua một bộ thì sẽ được bù một bộ. Đấy, bảo hành 6 tháng. Đây là cái bao bì thành phẩm khi đóng gói gửi cho các bác là cho ra một cái túi bóng như thế này. Và có một bộ giò 10 chân, chân đồng cáp xe, dây dù siêu bền nhé. Các bác mua hàng thì mua đồng alo trực tiếp đến số điện thoại của shop nhé. Shop Tân Ánh, shop Tân Ánh. Các bác mua giò mấy cô gái thì vui lòng liên hệ nhé. Giò mấy cô gái này. Hàng chân đồng cáp xe nhé, chân đồng cáp xe dù siêu bền. Các bác alo trực tiếp đến các số điện thoại của shop. Hình thức bán hàng của shop thì vẫn là bán hàng theo kiểu COD. Các bác nhận hàng
kiểm tra hàng là các bác bóc hàng ra kiểm tra đúng cái bộ giò đẹp đẽ như này, con này như này các bác nhận hàng và các bác thanh toán tiền trực tiếp từ người giao hàng luôn nhá. Các bác lưu ý nhá, bộ giò cua gáy, bẫy cua gáy loại cáp xe chân đồng dù siêu bền, bảo hành 6 tháng các bác nhá, các bác yên tâm bảo hành 6 tháng rồi. Xin cảm ơn anh em. Anh em theo dõi clip trên YouTube của shop thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông thông báo bên cạnh nhé, để các bác sẽ nhận được những video mới mà shop đăng tải giới thiệu những sản phẩm mới cho các bác nhé. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.